Hôm nay là cha thường là lên đây để đi trao con trâu cho gia đình bà nhé. Hôm trước là xây cái nhà này này, cái nhà tình thương đó, cái nhà rõ đẹp. Rồi là xây được cái nhà này, sắm được con trâu này. Còn người ta bảo con trâu là đầu cơ nghiệp đó, thì đây là con trâu này là trâu nái. Nó đẻ được một đứa rồi. Và bây giờ đang có bầu đúng không bà? Rồi, thì sắp có cháu thứ hai. Thì hy vọng là con trâu này nuôi cho tốt, cho béo tốt, thì cứ mỗi năm là năm có được hai đứa không nhỉ? Một năm một đứa. Một năm một đứa thì cũng đủ chi phí ở trong nhà cho các cháu đó. Hôm nay thì mẹ cháu lại đi lên rừng, đi rừng rồi đúng không? Rồi có hai cháu ở nhà thôi, còn bố các cháu thì không còn nữa. Nên là đây là con trâu cho bà nha. Chúc cho con trâu mỗi ngày một cháu tốt, để mỗi năm được một đứa. Đó. Vậy bà có đôi lời. Xin cảm ơn cha với tạo điều kiện cho gia đình cháu. Xin cảm ơn. Bà rất là cảm động đúng không? Còn cháu đây thì không bỏ áo xuống con. Rồi. Vậy bác Lâm có đôi lời. Xin kính thưa cha, cũng bác anh bà con hàng xóm cũng như là bà trong gia đình, thì đây là cái tình cảm hết sức là trân trọng của cha cũng như là ủy ban bác ái đến với gia đình. Qua cái hoàn cảnh khó khăn thì ngoài cái làm nhà giúp đỡ, đến nay lại là có cái hỗ trợ giúp được một con trâu nữa, thì đây cũng là một thật sự là cái tình cảm bác ái mà yêu ái đến gia đình. Mong gia đình là chúng ta trân trọng cái vốn này để chăm sóc cái kẻ cho nó phát triển, cũng không đang bỏ cái công sức cũng như là cái biết trân trọng và cảm ơn đến cha và cái ủy ban bác ái đã có cái tinh thần và cái thiện nguyện giúp đỡ người nhà. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn bác Lâm là chủ tịch mặt trận của xã Lương Sơn luôn đồng hành cùng với ban bác ái cũng như là với gia đình ở đây, mà để có con trâu này là chú Bình đang ngồi đây là người đã đi mua trâu cho cha. Đây có phải là lái trâu không? Chú Bình đang là người đi mua trâu, còn ông Tân là người đi lo lắng mọi sự cho cái thác ở trên cái vùng trên này. Cảm ơn chú Bình nhiều nhé. Cảm ơn ông Tân. Ông Tân có đôi lời. Cảm ơn cha cùng các mạnh thường quân cũng như ân nhân cũng đã thương đến gia đình bà Thanh này, đã xây nhà rồi cho bàn ghế giường chiếu đồ dùng, nên hôm nay lại được trao tặng một con trâu để cho gia đình, nhất là hai cháu nhỏ này, để có một cái vốn để tương lai các cháu học hành, để cho các cháu nó để đỡ một cái gánh nặng cho gia đình cũng như xã hội. Xin cái lòng cảm ơn. Tao thúc thấy hai đứa nhỏ lê lết lên đường này, tao thúc này. Thì bố của cháu này á, hai cháu này á là bị tai nạn ông Lâm nhờ. Bị tai nạn cho nên là đã qua đời rồi. Thì bây giờ chỉ còn có ba mẹ con thôi. Ba mẹ con thì bây giờ mẹ thì đang đi làm trên rừng đi lấy băng đấy. Đi mang đi đấy. Còn ông nội của hai cháu đưa cháu đến trường thì lại bị tai nạn tiếp, thì ông lại đang nằm ở viện luôn. Gia đình này cũng là cái cảnh gia đình đấy, mà ba rồi con tất cả hai tuổi mấy tốt con là con ông nội liệt cha cho nhà con cháu con cũng trong hả cháu nói xin quà không chứ con trâu không nói nhé. Cảm ơn các anh nhân đã giúp đỡ cho gia đình này có một con trâu. Cháu thích thấy con trâu có đẹp không? Dạ vâng. Bóc phần lòng đó. Dạ vâng. Mình béo thì mình béo. Mình là bệnh xíu của chú ăn nó cũng thế. Đúng rồi. Phải chịu khó chăm cho nó ăn cho nhiều đi. Nó đẻ con cho đấy nhé. Rồi. Đấy. Đây là ông như này.
ông chồng chồng của bà, dạ. Tức là ông nội của hai cái cháu kia, dạ. Tức là ông bị gì bà? Ông bị tai nạn, ông bị tai nạn đó. Bị trước xe sau đó. Bị sau. Ông đi kể không là bị tai nạn cùng với bố thằng lên. Thế là thoát vụ nữa lại dính vụ sau. Hai bố con đi về là. Ra đây với bà, ra đây với bà. Thì bây giờ là đây là bà nội này nuôi hai đứa cháu nhà bên kia, thứ bố mất rồi lại còn nuôi một cái đứa cháu đó là mẹ nó bỏ đi nữa, con dâu bỏ đi nữa, rồi là nuôi bây giờ nuôi chồng nằm liệt ở trên giường nữa, cái nhà này khổ lắm. Ông có biết không? Ông có biết không? Chắc là cũng biết nhưng mà không nói. Không nói được, không nói được. Thế là mấy năm rồi bà nhà? Hai năm rồi. Tháng 10 thì được 2 năm. Bó tay phải cào, phải cào cấu, phải cào cấu. Nhưng mà một bên là liệt rồi đúng không? Bây giờ chỉ còn có một cái tay này là cử động này, cho nên là phải buộc lại. Tức là đau nhiều lúc là cào mình không nói được đau. Cào cấu. Bà ơi, hôm nay á là lên đi trao châu cho gia đình nhà bà nhá. Rồi cũng có một ít quà đấy cho bà, có thùng mì đó cho các cháu nhá. Rồi có miếng mắm, bột canh, các thứ nhá. Xin ông đi nhé. Bà pha mì tôm cho các cháu ăn nhá. Tức là một triệu là cho gia đình của nhà Thanh đúng không? Đấy, một triệu của hai cháu mà bố mất nha, với lại 1 triệu dành cho ông nhá. Đó là quà của hai cháu Thúc và Kim ở đây nhá, cho gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn. Con cảm ơn cô chú đi. Dạ, nói ra. Nói cảm ơn đi. Thằng này nói ai? Đó, thấy chưa? Em nó nói được nha. Mà anh đi học về mà anh lại không nói được nha. À em à? À nhà kia là anh. Kim thấy sao? Nhà toàn người khổ. Còn thấy sao? Con thấy mình may mắn. Rồi con giúp được cái gì thì cũng thuận hoa xíu thôi, giúp cho mấy bé có tiền mua bánh kẹo ăn. Cho một xíu bằng tuổi như bằng tuổi như hai đứa nhỏ đúng rồi, dạ. Ba sáu tuổi là bằng đi lên và bằng cái khó khăn hơn. Như nay tần như thầy bé thì lại có bố có mẹ bên cạnh, còn có bà đây thì bố lại mất rồi, cho nên cái mặt nó buồn á, cái mặt nó rất là buồn, đôi khi nó thiếu vắng cái tình cảm người cha mẹ. Mẹ thì bỏ đi làm suốt thì bố thì không còn nữa, cho nên là cái mặt nó buồn. Nhưng mà đâu có phải ngày nào cũng có măng đâu. Nhưng mà phải đi xa lắm không ạ? Đi xa lắm, lên Mã Ai, Nghệ An. Giê-xu mà, vô đến Nghệ An. Nay cháu lên Nghệ An. Xa lắm, vô Nghệ An á, trong Vinh á. Rồi, hãy lòng cảm ơn hai cháu Thúc Kim nhá. Rồi, đã thương đến hoàn cảnh khó khăn của bà đây.
Lâu cảm ơn nhiều sức khỏe để chăm lo cho chồng và cháu. Rồi cảm ơn các ân nhân của Caritas Thanh Hóa đã thương giúp đỡ cho các cháu. Ông đầu lây lất à? Thế sáng nay đi đâu mà cha vô lệnh với nhà? Đi chứ cháu lâu nay nó làm sao? Ốm tận lắm à? Bữa thì ăn được, bữa thì không. Thái ơi. Không ăn. Không ăn à? Ngồi hay nó ngồi được không? Ngồi trước đây thì ngồi được, bây giờ không ngồi được. Không ngồi được nữa rồi, đúng không? Cháu mấy tuổi rồi? 23. 23 tuổi. Bị lâu chưa bà? Từ bé. Bé mà. Từ nhỏ, từ bé. Là nó bị bẩm sinh. Cái tivi này từ bấm tê anh chờ anh lại không nói, anh cứ nói nhủ ra rồi anh không được chờ nghe cái tiếng này, anh cứ mất sức. Thế là phải mua cả cái con lợn đi chơi. Con lợn chơi chơi, 23 tuổi rồi còn đi chơi con lợn. Thanh niên rồi thì bình thường là lấy vợ rồi á, mà bây giờ thì chơi con lợn đó. Bại não chứ? Bại não. Nhưng mà đây này, bởi vì cái tivi là nó không nói được, là nó buồn bực. Cái tivi là thế kỷ thứ 19 này giao thống này. Thì nó giống như cái đứa bị chập á, lúc thì nó nói được, lúc thì nó lại nó dù đi. Ở đây người ta gọi là tivi khí hại đó. Thì suốt từ cái khi đến giờ là coi như không mở không tắt, thì nghĩa là cứ cả ngày cả đêm mới như giữa nắng hoa trăm bậc điện đấy, cái chân chơi thì mới đi làm, không có cái thì chân chơi thì không có ai vô ra mấy, cho nên chứ sao bà không mua cái tivi mặt phẳng cho nó siêu phẳng á? Nhưng mà anh lại cái nó lại hay ngay bị sợ, là sợ cắm nhiều thì nó cháy gì lại. Nhưng mà bà vẫn là tiền nong thì mới sợ giờ cắm nhiều nó cháy thì... Xin các làm ăn rồi mua cũng được. Nhưng mà rồi thấy cái tivi này lúc ăn lên như thế mà coi vẫn được. Nó bền. Bây giờ là để như đi thì hắn còn được coi, chứ mà cái tê là coi như là hắn mau cháy là có khi lại không được có cái bên coi. Chủ yếu để có cái tiếng nói để làm bạn với thôi, đúng không? Ăn quá to là coi như hắn thích thôi. Đó. Bây giờ thì người ta có nhiều thì tốt, mình có một lại trả ra răng đã. Đó, bà này là mẹ quá con côi đây này. Single mom á, mà được mỗi đứa con đó là cái nguồn hy vọng, nguồn hạnh phúc, nguồn vui duy nhất á, mà bây giờ thì cháu lại bệnh người dậy, nên là bà cũng khổ nha. Có thấy khổ không? Thôi thì khổ rồi, cũng thấy chịu lắm rồi, lúc đó anh chờ lúc đó rồi mà sống thì đi ra thấy con nhà người ta bây giờ bằng nấy là có vợ có con rồi, nuôi mẹ được rồi, mà mình lại cứ phải nuôi cháu cả đời vậy thì cũng vất vả nha. Hôm nay cha lên thăm là có quà nhá, đấy có quà cho Thái nhá, mì gói đó. Cho Thái ăn rồi có miến, có nước mắm, có bột ngọt, có bột canh nhá. Cái mắm ba làng đó. Đây là gia đình thông Thái, mẹ là thông, con là Thái đó, đáng lẽ là phải thông Thái lắm á. Con người là vậy. Đấy là quà của vợ chồng cháu Thúc nha, cháu Thúc Kim giúp đỡ cho hai mẹ con nhé. Rồi mẹ cảm ơn cháu Thúc Kim đi cả. Đây. Mẹ nói chuyện với các bác tí nhá. Các anh, các chị, các cô, các chú, các cô,
mẹ con mình con xin cảm ơn nhé. Ngày xưa làm sao bỏ là đi bỏ đi à? Bà không bỏ à? Không, không rất khó là không bỏ. Mấy thì quân không ai loạn nạn thì mấy thì cũng phải chịu cái quân thôi. Tức là mấy người là bỏ đi. Là từ nhỏ. Từ lúc đang bào thai á, trong tức là phá thai á, tức là muốn bỏ đi. Là bác sĩ nói là siêu âm thì nói là bị. Nhưng bà này còn. Là bảo bà này là phải bỏ đi. Nếu bà này mà không bỏ bà giữ thì bây giờ sinh thằng này ra là cái ông kia ông cũng không nhìn đến cả đi, mẹ cả con luôn. Đi mất. Ông chết là lâu rồi. Bây giờ ông chết rồi à? Đó. Thế là ông lại chết trước nhỉ? Ngày nữa là mới được có mỗi 3 tuổi là ông chết. Vậy à? Là cũng không. Ở trong bụng bào thai là đã biết bé bị bệnh. Nghĩa là cái khi đó cái ngày đó là không đi siêu âm không biết gì cả, ngày xưa nó chỉ có cái siêu âm không biết gì cả. Thì nói chung là cứ chỉ là từ cái mang bầu con đấy mình có cái lúc gì đấy thì thôi. Ra thì là cái gì thôi. Thế còn ngày xưa thì chẳng có đi siêu âm như biết gì cả. Để em ra có thấy khác thường không? Ngày đấy là đau thì vàng ra, chân tay thì nó cũng có trọng rồi. Thế rồi là cô đi đồng thời gian sau là cái chân nó cứ nó cua dần đấy, là cứ chặt cái khớp nhưng mà nát cũng không được. Dần ra đi. Mỗi một con thì mỗi con, thì mỗi một con chăm sóc con mà thôi. Cái đau đớn có hai cái thay ra hết cái gì? Không, cháu nó nói mất cũng không khóc. Thế là mẹ cứ đi làm này, tối là bắt đầu là mẹ sẽ đi đi quân đi. Sau còn ban ngày là mới làm mấy cái gạo mà ăn, rồi cái gì thức ăn cũng muốn đi quân. Rồi có ai đi qua cái buổi trưa bà đi làm, có ai đi qua người ông ngó này? Quên chứ. Hàng xóm. Hàng xóm sang dòng ngó chồng xíu chồng. Chồng. Cho nên bà phải lấy cái gậy này bà che ra không có là nó tuột trong đó. Nó rất xuống đất. TV để làm bạn với nó thôi. TV làm bạn mà bây giờ TV thì lại không ra tiếng nữa. Chắc bỏ rồi TV chứ 20 năm rồi bà. Rồi cho thúc thấy có vất vả không? Một thân một mình người mẹ đó quá vất vả nha. Thôi được rồi, bà cố gắng nha. Rồi giờ cảm ơn các anh nhân của Khai Thác Thanh Hóa, cảm ơn vợ chồng cháu Thúc nha. Thường giúp đỡ cho mẹ con của bà. Bà được khỏe mạnh luôn đi. Mình cái tiền từ một pin nó cũng hết nhiều ạ. Tiền ăn nhà có phải có tiền từ một pin. Một pin để chơi. Đó. Quay lại á. Tuổi này 23 tuổi là có vợ có con rồi mà 23 tuổi ơi. Đi chơi con lợn vậy. Ai ơi. À, kinh nhờ. Thích nhờ. Cái ngày mà là cứ thế là tối là cô như này chơi rồi mẹ có nằm nghỉ tí cũng được. Cứ vậy là cứ làm sao để có bạn với nó thôi. Cô làm thân á. Mà hai bữa nay là cái chuyện cũng nhiều cũng đập quá rồi. Mẹ uống thuốc bổ thuốc cô uống liên tục. Đó thôi. Hôm nay có quà rồi lấy tiền rồi mua pin con heo cho cháu nhé. Thôi thôi thôi. Thôi năm cái đài lần rồi. Hơi chích quạ. Chúng tôi đang lên nhà ông hơi chích quạ.
À, đây à, con trai tàu đây à. Chiếc tàu lắm, chiếc quán mà được nhà nước hỗ trợ cái nhà đây. Đây là con trai tàu nhà hơi chiếc quán đây. Cơm chưa? Ăn rồi à? Ồ. Ừ. Chứ bây giờ bố lại ở trên kia. Ừ. Bố ở trên nhà đó. Ừ. À đây là ông hơi chích quận nè. Chứ thằng cu đâu? Thằng cu đâu? Ở nhà trên à? Đừng đi, đi lên nhà trên thăm thằng cu nhé. Thế nó lắm. Ừ, bây giờ mà đốt rửa, đốt rửa. Nóng. Trời nóng chứ, lửa vẫn đốt rửa. Phải đốt chứ, nấu chứ. Đâu, bé đâu. Đó. Sao không đưa kẹo vào đây cho nó. Thôi. Ôi trời ơi. Không ngồi đi. Không. Đây không cần không áo đây này. Không cần không áo. Ngồi năm nay là 17 tuổi à? Nhà này sao lên nhỉ? Nhà này là hoàn cảnh làm sao nhỉ? Nhà này là khó khăn, người vợ nó vợ bỏ ông ấy. À. Ông trước ông khó khăn có người vợ chịu bỏ đi lấy chồng khác. Ồ, vợ đi lấy chồng khác rồi. Ừ. Ông ấy là con trai đầu, nhưng mà bây giờ con trai đầu này có con này ở nhà khác riêng. Thì nhà nó đông quá. Khó khăn quá, tức là vợ khổ quá, vợ bỏ đi mất rồi, vợ đi lấy chồng khác mất rồi. Ừ. Này cái nhà này á, bộ công an mới làm cho mà bây giờ lại nấu trong bếp đó, đen thui lên thui lên ở đây, à, nấu ở trong nhà chứ, nấu dưới bếp mà lại mở cửa lên nhà, đen xịt ra. Sao có gì cho cháu? Có nhiều nhá, nhiều nhá. Nhiều. Mình em nhân này cho hai bố con nhá. Ừ. Mình mua gạo. Nhiều mua gạo nhá. Hôm nay thì cha đi lên đây cha lại không đem gạo đem mì đem cái gì được. Hôm nay chỉ có tiền cha đưa lên đây thôi nhá. Đó. Mua cái gì? Mua cái gì cho con nhá. Ít triệu nhá, ít triệu. Em nhân với cha. Cháu là cháu là ngon. ก็จะเอาเนี่ยอ๋อเจ้าเนี่ยที่กัดต่อเนี่ยที่ตัวนักตัวเอาเนี่ยแล้วก็ชาสงตัวเนี่ยมันก็สีละชุดสีเราเล่าสีมัวโตต่อสองอืมตรงนั้นดีความเก่งแล้วมันก็น้องดีน้องเลยพูดน้อยอืมที่มีอามแล้วที่มันมีบัวน้องน้อยก้อนมันก็ไม่ได้รบบ่าอืมตึกละก้อนนึกเขาน้อยดึกน้อยฉีกอันดึกทนมาน้องน้อยดึกอีหล่าไว้เงี้ย thương con không thương lắm nấu ăn cho con ăn đúng không? Tao cũng nhỏ tuổi mà chỉ lướt lu nè, chỉ lấy tao chỗ áo sồng. Con thế nào nhà con của bố thương lắm. Ô dù như thế nào cũng là con của bố, bố thương con. Nhưng mà mẹ không thương con à? Mẹ nó không thương con à? Mẹ không thương con. Mẹ không thương mẹ, bố mẹ đi tìm hạnh phúc riêng của mẹ. Còn bố thương con lắm nha. Thương lắm. Dù thế nào cũng là con của mình, đúng không? Nó ốm đau, nó bệnh tật thì mình lại càng phải thương nó nhiều hơn. Nhá. Ừ, đó. Suốt ngày ngủ thôi, cả quần áo gì cả. Mặc quần vô nhá. 17 tuổi rồi đó. Ừ. Mặc quần cho cháu nhá. Hôm sau cha đưa quần áo lên nhá.
hôm nay cha không đưa cái gì hết, nhưng mà hôm sau cha đưa quần áo, cha gửi cho Lanh, Lanh đưa cho ông về mặc cho cháu nhá. Ừ. Chứ ông có quần để mặc không? Có quần áo để mặc không? Muộn ta để cho chọc quẹt đấy. Không có quần áo mặc là đúng không? Áo có quần mặc nhưng mà nó không mặc. Giờ bây giờ đá như quần này. À, tức là nó không mặc được. Ừ. Thôi mua gạo cho con ăn nhé. Mua gạo nhé. Ừ. À. Rồi. Nấu ở dưới đây là nó trong gia đình không có một cái gì, quý vị, không có một cái gì hết. Rồi chứ quả đã ông chùm trẻ, ông chùm trẻ đó, ông chùm giỏi, nhưng chùm là giống theo quản lý. Ừ, đây là ông chùm Lanh nữa này, ông chùm trẻ đó đó. Ông chùm tiên khởi của cái họ đạo này đó. Ừ, bàn cơm. Chúc mừng ông chùm nhá. Rồi, muối gì cho con ăn nhá. Ừ, rồi. Cảm ơn quen nha. Đó. Nghèo quá, khổ quá, mẹ bỏ đi mất rồi. Bố thì thương con mà chả biết phải làm sao. Bốc bún ăn này này. Đây cháu của ông đó đó, cháu nội đó. Ừ. Ừ. Đi chứ. Ừ, ra đi nhá. Ừ. Thôi, dân tộc Khmer Mông nhà hôm nay khổ chưa từng. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh, để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.